Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đến tham khảo cái đàn chim bồ câu này đang có vấn đề. Đàn này thì gia chủ báo là đang chết rải rác mỗi ngày 1-2 con mà tổng đàn đã thấy giảm ăn. Thì có biểu hiện lây lan. Thì bây giờ mình sẽ sang xem và thăm khám xem đàn này nó đang có biểu hiện gì. Thì nhìn tổng quan như kiểu với lại gia chủ báo thì mình đã cảm nhận thì đàn này sẽ chắc chắn là sẽ liên quan đến bệnh virus. Theo mình thì nó sẽ liên quan đến bệnh lưu. Và ở đây là nhìn phân này, phân xanh này, phân vàng này, cái này sẽ liên quan đến lưu này. Lưu là nhiều. Còn nó ghép với bệnh gì thì mình sẽ thực hành mổ khám để kết luận bệnh. Vâng. Và bây giờ mình bắt đầu mổ khám đây. Mình bắt đầu mổ khám, mình sẽ không quay video này. Vâng. Mổ khám xong mình sẽ kết luận cái bệnh này là bị lưu ghép cái trục đường máu xuất huyết cơ đùi, gan xương với lại xuất huyết dạ dày tuyến ngã ba manh tràng. Thì mình sẽ dùng vaccine cho uống này, mình sẽ nhỏ vaccine cro 45 cho uống này, sau đó mình dùng cái thằng dimethyl của thú y xanh ấy, thành phần sulfa mono và chime, uống cái thằng đấy nó sẽ không giảm đẻ, uống theo 3 ngày liên tục cộng với thuốc bổ điện giải thì đàn chim nó sẽ về bình thường. Đấy, các bác nào mà gặp tình trạng như này thì hãy xử lý theo đúng cái phác đồ nha em. Các bác nhớ phải uống đúng cái thằng dimethyl của thằng dược phẩm xanh nhá. Thì thằng đấy nó sẽ không giảm tệ hệ. Xin chào, hẹn gặp lại.